Hôm qua vào đây chơi à, xe cho mọi người vào đây chơi mọi người ơi. Xem là mình xem là có vào được những cái group không. Và những cái nhóm hội gì đấy để vào để lôi ba que vào đây chửi nhau. Vào đây chơi mình nói chuyện sao kê sao kê cho mọi người xem. Từ nãy tớ lên trên mạng. Tớ xem cái vụ sao kê của vợ chồng Thủy Tiên buồn cười quá. Muốn thì đi kiện cha nó đi. Làm nhiều chuyện lắm cái gì. Sao kê thì dễ thôi. Gọi phone lên ngân hàng. Hello ngân hàng. Tôi tên là ABCDEFG gì đó. Thường thường là mình lấy mỗi một tháng mình lấy một cái statement giống như là sao kê mỗi một tháng mình tiền vào bao nhiêu tiền ra bao nhiêu mình cứ nói thôi nhá, nói ai lát nữa ai vào nghe thì nghe. Giờ này không biết ở Việt Nam mấy giờ nhỉ? Việt Nam 4 giờ. 4 giờ chiều. Bây giờ là bên này là 7 giờ 40 phút. Vừa ăn xong no quá, ngồi đây tán phét một tí. Xong rồi đi tập thể dục. Bây giờ là phải bảo vệ sức khỏe, không có gì quý hơn sức khỏe. Nha, không có sức khỏe không làm được nên cái trò trống cống rãnh gì hết. Nhất là những cái người đang bước vào già như mình bắt đầu già rồi là mình phải lo cái sức khỏe của mình, còn những cái chuyện vớ vẩn kệ bà chúng ơi. Nhưng mà mình nói cho các bạn nghe là sao cái kê ở ngân hàng nó dễ lắm, đâu có cần phải cầu kỳ như là vợ chồng Thủy Tiên nên khua chiêng gõ mõ làm cái gì. Mẹ tiên sư đứa nào nó mà bôi nhọ mình ấy thì đưa đơn lên kiện bỏ mẹ nó đi đúng không, đâu cần phải phải nói này nói kia, mình cũng là dân có tiền mà. Chị nghe con nấm độc đòi Việt Nam sao kê ngân sách dự phòng chưa chị nghĩ sao? Mình chưa nghe thấy cái đó. Vậy thì nó nói những cái thằng ở bên Mỹ sao kê đi. Nhá. Chính quyền đâu có bắt chúng nó sao kê đâu. Mà đi chúng nó nuôi chính quyền ra để chúng nó nói. Bây giờ nói sao kê là nói những cái người mà người ta quyên góp ấy. Là bây giờ người ta nhìn thấy rõ ràng giống như thằng thằng Võ Hoài Linh bây giờ nó lừa đảo người ta ấy. Bây giờ người ta không nói thì bây giờ có phải là còn nhiều người nữa bị những cái cảnh như vậy không? Hả? Còn cái chuyện dân sự dân với nhau à, bây giờ nó nôi chính quyền ra nó nói bố cái con khốn nạn mẹ cái con chó đấy, cái cuộc đời của nó chả ra làm sao đâu. Mẹ ở bên đấy con gái nó đẹp lắm, no mà giữ con giữ cái, no mà câm cái mồm cái họng đi mà giữ con giữ cái mà lo cho nó ăn học đàng hoàng. Người ta bảo đời á đừng có hy vọng Việt Nam mình có những tổ chức thiện nguyện có tính minh bạch và chuyên nghiệp thì bây giờ từ từ chắc Việt Nam cũng phải ra một cái luật thôi, nhưng mà khó lắm tại vì Việt Nam không có kiểu như là đóng thuế cá nhân các bạn hiểu không, cho nên là bây giờ muốn muốn chính quyền muốn nhảy vào để chơi cái vụ này cũng khó chứ không phải dễ đâu. Tại vì nó đâu đóng thuế cá nhân đâu, bây giờ đâu có ai biết được nó thu nhập bao nhiêu để mà đóng. Người dân đâu phải ai cũng cũng khai thuế cá nhân của mình đâu, cho nên rất là khó. Còn như ở bên này nó cứ dùng thuế nó phạt thì chết rồi. Còn Việt Nam hình như mình thấy chỉ cần những người đi làm công ty á, thì mới cần phải khai thuế, thì thuế lấy trực tiếp của những cái người đấy ở trong cái công ty đấy, ví dụ như công ty nó phải trả thuế cho nhà nước
Theo mình thấy là như vậy. Còn nếu mà muốn trực tiếp để mà đi vào để mà giả soát nó thì khó lắm, không có dễ đâu. Như cái vụ Võ Hoàng Yên, trừ khi có những người người ta đóng tiền cho cái bọn đó, ví dụ như những ai mà đóng tiền cho nó đấy thì làm một cái đơn kiện tập thể, thì cái đó thì chính quyền mới nhảy được vào. Chứ còn bây giờ ở Việt Nam đâu có thuế cá nhân đâu mà tự nhiên đi đi bắt nó sao kê, đúng không? Sao kê thì đây là những cái người dân người ta nói thôi. Còn bây giờ tất cả mọi người chỉ mong nó kiện. Nếu mà nó kiện thì bắt đầu người ta sẽ hỏi là thế bây giờ cái bà này bà ấy, bây giờ ví dụ đi, mình lấy ví dụ vợ chồng Thủy Tiên nó nói nè, bà Hằng bà ấy cái gì xúc phạm danh dự. À, xúc phạm danh dự cái gì? Bây giờ mình tòa đi, hình sự đi. Bà ấy bảo tôi là ăn gian gian tiền từ thiện của mọi người. Có thế có đúng không? Không, tôi không có đây, bằng chứng của tôi đây, đây. Tôi mở một cái account, một cái gì đấy, số ngân hàng ra. Đây người ta quyên góp vào cái số tiền như thế này bắt đầu lúc đấy nó trắng ra trắng, đen ra đen, xanh ra xanh, đỏ ra đỏ, các bạn hiểu không? Chỉ mong cho chúng nó kiện thôi, nhưng mà chúng nó không kiện thì đâu có ai vào cuộc được, chính quyền đâu vào cuộc được. Đây là giống như là mà mấy cái người quyên góp ấy, thì bây giờ quyên góp tin tưởng nó, quyên góp cho nó, bây giờ muốn muốn chính quyền vào cuộc thì phải làm một cái đơn kiện tập thể. Nên những cái người nào người ta quyên góp vào đó đó thì bắt đầu người ta đưa đơn lên người ta kiện. Việt Nam đâu có luật như ở bên này, ví dụ như là muốn đi nhận tiền từ thiện thì phải ra xin phép, mặc dù từ thiện không phải đóng thuế nhưng mà phải khai báo. Anh không khai đàng hoàng, tức là cái đó là cái thu nhập riêng của anh thì anh phải khai thuế, đóng thuế cho nhà nước, thì cái đó chính quyền nó mới vào cuộc được. Cũng giống như cái vụ Võ Hoàng Yên ấy, tại sao chính quyền không vào cuộc được? Tại vì đâu có ai kiện nó đâu, đúng không? Đâu có ai bị ảnh hưởng. Ví dụ như là những cái người mà như ở bên Mỹ, nó sang bên Mỹ nó làm chết con người ta, mấy cái người người ta đâu có kiện nó, thì chính quyền đâu có vào cuộc được. Đó. Cho nên ngay từ lúc đầu mình bảo chứ vào cuộc được mấy cái thằng Võ Hoàng Yên này không phải đơn giản đâu, phải có người kiện nó. Nhưng mà cái hay á là người ta, mình nói từ trước rồi, cái hay á, cái này á, mọi người nhìn ra được cái sự lừa đảo của chúng nó thì từ nay trở đi chúng nó không hành nghề được nữa. Cái đấy là một cái mà bà Hằng bá làm được, không có ai không làm được cái chuyện này hết. Cho nên những cái người có tâm người ta quyên góp từ thiện này kia các thứ thì từ nay trở đi cũng là một cái bài học để mà lần sau mình có tiền mình muốn giúp ai thì mình phải làm cách nào. Ngay như cái chuyện Võ Hoàng Yên ấy, là bà Hằng bà giúp cho tất cả thế giới này luôn. Cái thằng Võ Hoàng Yên nó đi những nước nào các bạn biết không? Gần như cả cái thế giới này nó đi hết rồi. Thì bao nhiêu người nó bị nó lừa xuyên quốc gia luôn. Đấy, cả một cái băng đảng lừa đảo bà ấy moi ra. Bây giờ còn ai tin nó? Đấy là một cái rất là hay để bà làm được, thì chúng ta những cái người mà nhìn đấy như thế thì cũng phải lên cảm ơn bà ấy. Còn cái chuyện riêng tư của bà ấy, moi móc bà ấy ra để đả phá bà ấy thì để làm cái gì? Ai mà không có cái xấu, đúng không? Chào chị Nisa Vũ và mọi người. Chào tất cả các anh chị em nhé. Chào cái gì ta ma ta. Hello chị Nisa. Cái gì cửa hàng?
có đóng thuế thu nhập cá nhân đó sếp. Có đóng như thế nào thì mình không biết, nhưng mà mình cũng có gia đình ở Việt Nam chứ, đã bao giờ mình thấy gia đình mình phải đi ra kế toán để khai thuế đâu. Như ở bên này các bạn có hiểu cái cách đóng thuế ở bên này như thế nào không? Có nghĩa là bất cứ cái loại tiền gì mà mình vào trong cái ngân hàng của mình á, nó đều tính là thu nhập. Ví dụ như là cứ hàng tuần có vài trăm vào trong ngân hàng của mình, hay là vài ngàn vào trong ngân hàng của mình, cái đó là thu nhập, đúng không? Còn những người đi làm tiền mặt, tại sao người ta không biết? Đi làm trốn thuế cho nên mới đưa tiền mặt ra, thì chủ mới lại người 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 làm á, thương lượng với nhau. Ví dụ như tại sao mà người chủ nó không 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 muốn là trả tiền thuế, trả tiền tiền qua ngân hàng cho cái người người đi làm? Tại vì khi trả cho cái người đấy, nó lại trả thêm cái tiền hưu, tiền này tiền kia, rồi động một tí bị kiện. Cho nên những cái người chủ người ta không muốn phiền phức những cái đó, người ta đưa luôn tiền mặt. Ví dụ đáng ra là trả cả tiền thuế 1.500 chẳng hạn, hay là 1.000 chẳng hạn, thì người ta trừ đi một số, người ta thì cái người mà làm tiền mặt ấy thì lấy ít đi một tí. Thế nhưng mà người làm tiền mặt ấy không phải khai thuế, tại vì tiền nó không có bằng chứng, nó chui vào cái ngân hàng của mình thì sở thuế nó không biết, hiểu không? Cho nên là hai bên đều có lời. Hai bên có lời thì bắt đầu chủ trả tiền mặt cho nhân viên, nhân viên này lấy tiền mặt thế là không khai thuế, cái đó gọi là trốn thuế đó. Thì bây giờ nó chính phủ nó khôn lắm, bây giờ cái kinh tế bây giờ nó xuống, tiền ở trong ngân sách nó phải bỏ ra để giúp trong cái mùa dịch này. Thì bây giờ nó phải tìm cách nó lấy lại. Nó lấy lại trước đây nó buông ra để cho các ông các bà trốn thuế. Các ông các bà trốn thuế thì cái đồng thuế đấy các ông các bà có nhiều tiền thì lại mua cái này mua cái kia, mua nhà mua cửa này, đóng thuế cho nhà nước. Nó không chạy đi đâu hết. Nhưng mà bây giờ cái ngân sách có bị xuống ấy, thì nó sẽ tìm cách nó lấy lại cho bằng được cái số mà nó nhả ra đấy. Nó cung cấp cho cái mùa dịch này. Trước đây nó không để ý những người làm tiền mặt, nhưng mà bây giờ nó sẽ để ý. Ví dụ nó không đánh những người, nó không bắt những người mà lấy tiền mặt, mà nó bắt những người chủ ấy. Nhớ. Ví dụ như một cái người đi vào trong cái tiệm làm mà, ok, nó mà bắt được, mày có trả thuế cho cái thằng này không? Mày có trả tiền cho cái thằng này và qua tiền ngân hàng này kia, có thu nhập đàng hoàng không? Nếu mà nó bắt được chủ mà trả tiền mặt cho cái người đấy thì chủ sẽ bị rất là nặng. Đó, bây giờ nó chơi cái phương án đó ở bên này đấy. Còn mình nghe thấy mấy đứa ở Mỹ nó nói là cái gì, nếu mà có 600 trong ngân hàng á, là sở thuế nó cũng sờ vào. Đó, thấy không? Ngay từ lúc đầu mình đã nói rồi. Mình đã nói là bây giờ nó cho cứ cười đi, không? Xong ít nữa nó nâng thuế lên, lúc đấy hết cười không nổi nữa, cứ ngồi đấy mà khoe. Mẹ khoe, úi giời ơi, bây giờ dân bị như thế này, xong chính phủ cho tiền, ít nữa rồi mà biết tay nhau. Bây giờ nó bắt đầu rồi đó, nó cho ra nó phải lấy vào cho bằng đủ chứ. Em đóng thuế thu nhập cá nhân từ năm 10 cơ sếp ơi, đó là với thu nhập kiểm soát được thì đó. Còn với nghệ sĩ thì khó vì Việt Nam chưa có chế tài kiểm soát thuế hợp lý. Đúng, những người mình biết, những người mà đi làm ở công ty ở Việt Nam ấy, những cái công ty lớn ở Việt Nam thì cái đấy hàng tuần cái chủ ấy trả cho bao nhiêu là chính phủ người ta nhìn thấy là phải đóng thuế. Những cái người đấy, nhưng mà đóng thuế có cái lợi đóng thuế sau này. Tại sao những cái người già người ta đi về nhà, người ta về hưu, người ta vẫn được ăn cái tiền tiền về hưu, đúng không?
Tại vì người ta làm cho cái cơ quan của có trả thuế đàng hoàng cho nhà nước, thì khi người ta già người ta có tiền hưu đó, xong rồi những cái người không đóng đồng mẹ thuế nào, xong ngồi đấy tại sao chính quyền không giúp đỡ tôi đó. Còn ở đây nó khác, cái hệ thống về thuế má nó khác, cho nên không có ai chạy được đồng nào hết đâu. Cho dù á có ăn trợ cấp không, cho các ông các bà làm trốn thuế, không có khai thuế đi, nhưng mà cái tiền đấy các ông các bà để làm gì? Đương nhiên là có nhiều tiền là phải mua nhà, mua xe, mua đất hay mua cái gì đó, bất cứ một cái dùng một cái cách gì để mình mua. Nhưng mà mua nhà rồi thì anh lại phải đóng thuế nhà, mua xe anh lại phải đóng thuế xe, đúng không? Thì đâu nó cũng vào đấy, thì nó tao để cho mày trốn thì trốn, mệt nghỉ đi. Nhưng mà cái người đó làm giàu rồi, mua nhà rồi, muốn mua nhà gì phải đi làm, phải khai thuế, mà khai thuế xong có một số tiền xong mới cho đặt cọc để mua nhà chẳng hạn. Vậy đến cái lúc người ta có một số tiền để người ta mua được nhà thì người ta phải đặt khai thuế đàng hoàng, thì khai thuế đàng hoàng thì ngân hàng nó mới cho vay tiền. Các bạn hiểu chưa? Đó, cái hệ thống nó là như vậy. Cho nên là cho dù cái đồng tiền ấy, chính quyền ở đây nó khôn lắm, nó chỉ ngồi nó suy nghĩ cách để nó làm thôi. Nó cho anh giàu, anh ăn gian ăn nặn, nó nuôi cho anh béo đi, anh giàu có đi, anh mua nhà mua cửa mua này mua kia các thứ, rồi anh lại chúng mày lại phải đóng thuế cho tao. Đó, chúng mày cho chúng mày gian đi, chúng mày giàu thì chúng mày phải mua nhà, mua nhà thì chúng mày phải khai thuế, rồi chúng mày phải đóng thuế, có thế thôi. Còn hơn là cứ để cho chúng mày nghèo mãi không. Nhưng mà bây giờ nó cho ra một số tiền rất là lớn rồi, rồi nó đóng cửa, bây giờ không có tiền nữa thì nó phải lấy về. Cứ ngồi đấy mà vui đi. Những cái người mà ăn trợ cấp từ xưa đến nay á, thì ví dụ như người ta già rồi hay là người ta bệnh tật hay là cái gì thì cái đấy nó không có cái gì ảnh hưởng cả. Cho dù là đóng cửa hay là không đóng cửa, người ta vẫn có tiền ở trong vào hàng tháng. Việt Nam không đóng thuế để về hưu. Đâu chị, đó là bảo hiểm xã hội. Đâu có, cô mình về hưu được ăn tiền tiền hưu đây. Nhiều người ăn tiền hưu lắm chứ. Có đi làm ngày xưa có nghĩa là mình vào cái xưởng cơ quan hay là bất cứ một cái gì thì nó có một cái tiền tiền cái chủ, bây giờ thì mình không biết nhưng mà trước đây là nhà nước người ta lấy thuế của những người đi làm công nhân đó. Có chứ, nhưng mà mình buôn bán tự do thì làm gì có, đâu có phải khai thuế, buôn bán tự do đâu có phải khai thuế, đúng không? Tại vì bố mẹ mình cũng buôn bán tự do, đâu có bao giờ phải khai đồng mẹ nào đâu. Có ai có số thuế không? Hỏi Việt Nam, người Việt Nam có ai có số thuế không? Ừ, bây giờ những người nào phải đóng thuế cho tớ biết số thuế xem nào. Đâu có ai có số thuế đâu. Ăn hưu do mình đóng bảo hiểm xã hội chỉ ở Việt Nam. Chắc là bây giờ thì mình không biết, nhưng mà ngày xưa là những cái người về hưu ấy, là có cô mình, chú mình đi làm cho cơ quan nhà nước. Cô gì chú bác thì về tuổi về hưu là có tiền hưu mà. Còn bố mẹ mình thì không có đi làm cho cơ quan nhà nước, không có đi làm công ty này kia các thứ, thì về làm gì có tiền hưu như của hàng. Cửa hàng của em bán cho các công ty nhà nước phải trên 10 triệu, với chuyển qua tài khoản thì chỉ kiểm soát được vậy mà 80-90% là khách. Theo như mình thấy thì ở Việt Nam ví dụ như là làm ăn về về cái gì mà nó liên quan đến tiền mà chuyển tài khoản ấy, thì có
có thể lấy được thuế thôi. Thì những cái đấy là công khai. Còn những cái chuyện như là mình làm ăn tiền mặt thì làm sao mà đánh thuế? Bây giờ làm ăn, bây giờ các bạn buôn bán tiền mặt thì làm sao mà nhà nước mà biết được mình thu nhập của mình bao nhiêu để mà đánh thuế? Không biết, đừng nói tháng này tôi nỗ phải làm gì được. Nhưng ở bên này này, người ta là nhờ những cái tiệm Á Châu hầu như là có cái tiệm hôm đó mình đi mua vịt, mẹ cha nó có hai ở cái khu nhà mình ở này có hai tiệm bán vịt vịt quay. Mình vào một cái tiệm bán vịt mình đưa cặc ra, nó bảo nó không dùng cặc, có điên không? Thế là mình đếch thèm nói năng gì mình đi sang tiệm tiệm khác mình mua. Tại sao nó không không cho mình dùng cặc? Tại vì dùng cặc là nó phải đóng thuế, các bạn biết không? Thì nhà nước biết là nó ra thu ra bao nhiêu, nó chi vào bao nhiêu thì người ta biết, thì nó phải đóng thuế, cho nên nó không có lấy cặc. Có điên tiết không? Nhiều khi bực mình lắm. Đi làm nhà nước đều có mã số thuế hết chị ơi. Ừ thì mình nói là đi làm nhà nước thì không nói làm gì, nhưng mà có nghĩa là trực tiếp lấy rồi đúng không? Các bạn có phải đi mướn một người kế toán để khai thuế xong rồi đóng thuế không? Có nghĩa là nhà nước lấy thuế rồi xong mình hàng năm mình lại phải đi khai. Đi khai là năm nay mình làm bao nhiêu, xong bắt đầu nó mới tính là lấy lại được bao nhiêu hay là phải đóng thêm bao nhiêu. Đó, ở bên này nó là như vậy cơ. Bây giờ hàng hàng tháng ví dụ mình làm 1.000, nó chỉ vào cho mình 800 ở trong ngân hàng mình thôi, nó đã lấy 200 tiền thuế rồi, ok. Nhưng mà đến cuối năm mình vẫn phải khai, mình thu nhập từng đây 1 năm này, xong bắt đầu nó mới tính cho ra cái tiền lấy lại được những cái tiền mà mình phải, chẳng hạn như mình vào xăng để đi làm hay là mua quần áo để đi làm, hoặc những cái công việc gì mà mình phải cần mua, chẳng hạn như là thằng con mình đi làm nó phải mua uniform, mua quần mua áo á, thì nó trừ nó lấy lại được cái số tiền đó. Đó. Đó đó là khai thuế nhá. Đó, còn nếu không á nó mà làm nhiều á xong lại phải đóng thêm vào. Đó, mà trong khi nhà nước đã lấy rồi đó, lấy thuế rồi đó. Mình vẫn phải bỏ tiền cho cái thằng kế toán đó, đi khai lại. Chẳng hạn vậy, chẳng hạn hai vợ chồng đi làm chẳng hạn, muốn khai để lấy thuế về, thì khai phải nuôi con hay là phải gửi con đi cho khoe để đi làm này kia các thứ, xong rồi lấy được lại một ít tiền. Nó tùy cái thằng kế toán này nó khai bao nhiêu, nó giúp mình khai được bao nhiêu đó. Thế nhưng mà khi mà nó khai nó lấy mình lấy được lại nhiều thuế về hay là ít thuế về, nó không chịu trách nhiệm, tại mình ký vào giấy rồi mà. Nên có cái chuyện gì á, sở thuế lâu lâu nó lại sở đến mình, nó bảo mình sao kê. Đấy, giống như là bây giờ mọi người kêu bọn bọn từ thiện ấy sao kê. Sở thuế ở đây nó bắt mình khách sao kê. Sao kê làm sao? Nó bảo gửi hết những cái năm, 6 năm mà tiền thuế, tiền thu nhập. Đó, gửi lên cho sở thuế. Xong bắt đầu nó lại phập 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 phập, nó tính, nó toán, nó chia, nó xẻ, nó cộng, nó trừ, nó nhân, nó chia. Xong bắt đầu á nó thấy mình, mày sai rồi, cái năm này mày làm nhiều hơn cái số đó, mày phải đóng thêm vào. Thế là bắt đầu ngậm đắng nuốt cay, ăn trước giả sau, đau hơn hoạn, lại phải trả lại cho nó. Đó, hay lắm. Ở bên này em có cái gì mờ sờ tờ đừng biết tắt rồi, mình không biết đọc đâu. Nhưng em đăng ký giảm trừ gia cách nuôi con nên chưa phải nộp thuế. Ừ thì đó, thì mình mới nói là những cái người đi làm mà chính phủ nhìn thấy, chẳng hạn thu nhập nó cái đồng tiền nó đi qua ngân hàng rồi nó rõ ràng,
thu nhập hàng tháng hàng năm thì không nói là mấy gì. Thì cái chuyện đấy thì nhưng mà chính quyền có bắt các bạn phải đi khai thuế hàng năm không? Ở đây nó làm phải bắt buộc phải đi khai thuế. Đến cái ngày đấy, đến cái năm đấy, đến cái mỗi một năm trong cái ngày đấy các bạn, cái tháng đấy các bạn phải nộp hồ sơ lên cho sở thuế. Nếu chậm á, là nó phạt. Đó. Ở đây thuế má nó chặt chẽ lắm. Mã số thuế. Ở bên này người dân nào trên 10 từ 18 tuổi trở lên đều có số thuế hết. Tax number, số thuế xong bắt đầu á, đi làm ví dụ như là mình xin vào một cái cơ quan nào á, một cái tiệm ăn nhà hàng hay là bất cứ một cái gì đấy, mình đều phải nộp cái số thuế đấy cho người ta, cái số thuế đấy, hồ sơ lý lịch các thứ, nhưng mà phải có cả số thuế đấy nữa. Thì nó khi mà nó cuối năm mà khai thuế là nó ra hết, nó không ai chạy được đi đồng nào đâu mọi người. Ở bên này nó là như thế. Còn những người mà làm tiền mặt ấy, thì tiền mặt thì đâu có cái bằng chứng gì đâu, thì mình cứ nói mồm như thế này thì ai làm gì được mình, trừ khi nó bắt được quả tang thôi.